chúng ta cùng lắng nghe những ca khúc giai thoại của những người lính xin được gửi đến toàn thể quý vị cũng như quý cô quý chú trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, và để tiếp theo chương trình là một ca khúc của cố nhạc sĩ An Thiên, thơ tình của quý vị. Bác này bác hát hay lắm. Một giấc mơ ở trong.